Chào mừng các bạn đã đến với channel của Yến Vi Vu. Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở bến xe Châu Đốc và bây giờ thì bọn mình sẽ vào đây và lấy vé rồi đi đến Cần Thơ. Từ Châu Đốc đi Cần Thơ sẽ mất khoảng tầm 3 tiếng rưỡi theo như chị chủ nhà chỗ bọn mình thuê homestay ấy. Chị đấy bảo như vậy. Bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị và đi đến Cần Thơ thôi. Hãy theo dõi hành trình của mình nhá. Quay đi anh ơi! Quay đi! Sau khoảng tầm gần 30 phút di chuyển từ trung tâm thành phố thì bây giờ bọn mình đã có mặt tại vườn cây chín hồng. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi mua vé vào trong. Giá vé vào mỗi người đây là 30.000. Và bây giờ hãy cùng tham quan. Chơi đi em! Giới thiệu cho kênh channel của anh ấy. Channel của anh kìa là các bạn hãy like và ủng hộ mình cho Yến Vi Vu nhé. Cảm ơn rất nhiều. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Úi trời ơi, miền vườn miền Tây. Đây là quả trôm trôm các bạn ạ. Sắp tới tầm mấy tháng nữa thì sẽ được ăn. Tuy nhiên bọn mình đi vào thời điểm quá sớm, nên là bây giờ nó chưa chín, nó vẫn còn xanh. Cố lên. Nhìn chả chuyên nghiệp tí nào. Cẩn thận. Gió này. Ở đây có cây roi này, cây bưởi này, cây vú sữa này, cây cam sành, cây gì nữa ta, cây dâu da, xoài. Ở đây đó là siêu rộng luôn và mình không biết là mọi người đang ở đâu nữa rồi. Xung quanh mình chỉ toàn là cây và cây thôi. Ui, mình đã nghe thấy tiếng mọi người, bây giờ mình phải lên kia để đoàn tụ cùng với gia đình của mình. Nhưng mà ở trong đây mà kiểu nhà mình sợ tối chả dám đi đâu nhỉ, sợ ma lắm. Chăm chóng. Nào. Ê! Đi thì ngã. Chết cười quá tôi. Chết cười quá tôi. Chết. Hơn nữa. Nước tẩy chắc các bạn đây. Tẩy ra hai bạn. Trái. Đẹp quá trời. Không hát được đâu, bố mày giỏi đâu. Chỗ này bình thường người ta sẽ đi xe đạp các bạn ạ, nhưng mình thì sẽ đi bộ. Từ từ nhá, đừng có đẩy em nhá, em đang cầm máy quay đấy nhá. À? Em cầm máy quay đấy, là đừng có đẩy em nhá. Không lại thách bọn anh. Em đi một lượt chỗ này thôi. Chỗ này tao sẽ là như kiều. Ui sao chỗ này nó rơi còn đợi tiếng này. Tập trung vào cái này để tôi bay, tập trung trở lên cái này đi. Từ từ anh ơi, từ từ anh ơi. Mình đang rất bình tĩnh, mình đang rất bình tĩnh. Yeah. Ok. Chào fly đi, chào fly đi. Quay quay đâu lại, đâu lại. Với tay chào fly em ơi. Rồi chơi. Để tôi tôi quay đầu ông nhà. Đi mở xe đạp đi. Chìm luôn hả? À không chìm. Có ai đi qua được chưa ạ? Cố lên anh Tuyệt ơi, cố lên. Xe này thằng Hoàng đi trong vành rồi. Tôi chuẩn bị là Hoàng đi ra để tôi trọng tài vào. Hoàng đi xuống để tôi đem bắt trọng tài. Không, trọng tài phải đứng đây chứ. Đây trọng tài biên, kia là trọng tài chính. Rồi, tôi nhìn thấy cái vành kia rồi. Lên đi đây. Kéo luôn. Nó cái ké này không được rồi. Tôi sao chưa? Anh chỉ cần lao một phát để phi hơn anh Hoàng thôi mà. Cố lên nhá, cả cả biết chắc là ngã xuống nhưng mà phải phi hơn nhá. 1, 2, 3, các bạn. Ôi giời. Về chưa? Đấy, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Hai ba, hai ba, hai ba. Không ơi. Ăn mà không mưa đâu. Mình ném cái bè kia rồi. Đẩy đi, đẩy đi. Thảo ơi, về xuống, Thảo ơi, đẩy đi Thảo ơi. Gặp chưa? Gặp về hai bác, về hai bác. Lên. Đi không? Sâu cái vào. Đi không? Sâu cái vào. Lớp được cái này, chịu đi kẹp đi kia. Nó phải lá đi, lá đi. Không nhả, không lá đi. Cảm ơn anh em tất cả sự Yến ơi. Đang Yến ra đây của anh cảm ơn. Đang ra đây của anh cảm ơn tâm đề. Anh tích từ nhảy hát tâm, đẹp nó phải xuống. Một. A few moments later. Anh em xuống để quay phim. Anh xuống để quay phim. Cái nổi mà. À nổi. Quay ăn mày. Mày đừng cho vào bầu đâu. Khoa cái. 100 rồi con ạ. Đang là mình thắng mình lên chục. Ăn được tiền 30 nữa đấy. Quả là bao nhiêu không? Quay gì? Bây giờ nha tôi cứ chạm bờ tôi thắng. Nếu như đấy là anh một nhịp. Tính một nhịp thằng nào lên trước thì thua. Đúng rồi. Nhưng mà lên trước là chạm bờ không. Thế thì chiều dài đấy cơ mà. Đúng rồi, nếu mà lên trước mà chạm bờ là thằng thắng. Qua thế thì chiều dài tính thời gian đây. Cả hai. Hai chiều dài ra. Nếu như tôi không chạm bờ mà tao đi là tôi biết thằng nào thắng thua lận đi. Càng lâu càng tốt. Khi là khi lận là như thế. Rồi. Từ từ đây. Ta đến nha. Thế luôn. Trải nghiệm miền Tây có 102 các bạn ạ. Đã quá. Chắc là nếu mà không về miền Tây thì chả bao giờ mình được trải nghiệm cái cảm giác như thế này. Sau khi các bạn vui chơi xong thì ở đây còn được ăn hoa quả nữa nè. Có xoài, có ổi. Bánh khọt. Các bạn đã nhìn thấy ở đây là bánh khọt. Cái nhỏ nhỏ hơn là bánh gì ạ? Hay vẫn là bánh khọt ạ? À. Bánh tôm là 8.000 một cặp. Còn bánh... Dạ vâng. Bánh đậu nhân đậu là 5.000. Dạ vâng. Vâng. Bình thường là đổ bít củi. Dạ. Bây giờ mình để nóng cho cái này cho nó nhanh. Dạ vâng. Còn đây là bánh ếch trần nhân thịt xiêm. Rồi vịt xiêm ạ. Ủi. Ủa phải chưa đến rồi. Em xin. Cái này không cần ăn nóng hả? Không, cái này không nóng, tại vì nóng nó sẽ bị mềm á. Còn gì nó dai. Dạ. Mình xèo. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và nếu mà cảm thấy video hay thì hãy để cho mình một like, subscribe và đừng quên bật chuông. Tại vì mình sẽ quay trở lại với các video sau. Bye bye. Vào mỗi thứ 7 hàng tuần nhá.